chào em. Dạ, em là Đỗ Huy. Em muốn biết tên và một chút xíu lý lịch về hai anh được không? Ok em. Ok. Rồi. Anh tên là Vũ Trọng. Hiện tại công việc của anh là huấn luyện viên thể hình. Anh sinh ngày 3/3 sinh Song Ngư. Anh sinh năm 92. Hiện tại là anh đang ở Thành phố Hồ Chí Minh. Sở thích của anh là du lịch, đọc sách, ăn uống và tiếp xúc với khách hàng. Sở thích về tiếp xúc khách hàng. Tức là giao tiếp, quảng giao khách hàng. Có một mối quan hệ tốt hơn. À, con một mối quan hệ nữa hả? Là sao? Thêm bạn bớt thù đúng không? Đúng rồi. Nhìn thấy anh bên này. Tự nhiên nhắc đến mình cái thì em bắt đầu tim nó đập nhanh, không biết lý do tại sao hay là đứng cạnh nhờ. Em đứng gần hơn á. Càng ngày đi cái tim nó đập càng nhanh này. Bây giờ mà có máy đo tim nó chắc là tốt lắm á. Thì trước tiên thì anh giới thiệu một chút xíu về bản thân anh nha. Tên của anh là Quang Minh, sinh năm 91, tháng 2 cũng là Sông Ngư luôn. Thì hiện tại công việc chính của anh đang là một MC và là một diễn viên. Sở thích thì anh thích nhiều lắm, thích ăn nhưng mà ăn không được nhiều. Thích chơi thể thao. Nhưng mà chơi không được nhiều. Không, chơi được. Chơi được nhiều chứ. Thích nhưng mà không chơi được nhiều luôn chứ. Ngày xưa anh mà không bỏ đá banh là Công Phượng giờ sao được như vậy. May quá, Công Phượng phải cảm ơn anh phải không? May đó, may cho Công Phượng đó. Thì không biết là anh có ấn tượng gì về profile của em không? Cái đoạn này mới hay nè. Rồi, nhường bạn nói trước. Sau khi đọc profile xong rồi, mình thấy là mình có thích gì và đằng nào hả? Thích gì là đằng nào là sao? Là sao vậy? Có thái độ rồi đó. Không biết là tối nay em có thể tụi em đi mượn rượu thảo tình được. Mới gặp mà mượn rượu thảo tình luôn rồi hả? Ngày đầu tiên gặp nhau, ông ấy đòi mượn rượu tỏ tình con mẹ. Cái đó thực sự là một cái điều rất là nhạy cảm. Hồi giờ không có ai như vậy hết, nhưng mà anh là như vậy, em cũng rất là thích cá tính của anh. Ok, đến anh ha. Đọc cái profile của em á thì cũng biết là em cũng đang làm trong lĩnh vực về nghệ thuật cũng giống như anh. Anh cực kỳ thích một cái câu đó là em ghi là có hơi khùng một chút xíu. Và mẫu của bạn trai đó là đừng có bình thường quá đáng. Đó, anh thích hai câu đó bởi vì tính của anh công nhận là cũng hơi khùng. Nên anh nghĩ là cũng khá là hợp. Rồi những cái sở thích của em cũng gần như là trùng khớp với anh. Du lịch này anh cũng du lịch nhiều lắm. Yeah, really? Em nếu mà chưa biết chỗ nào du lịch thì cứ vào team anh để du lịch. Really? Trời. Bây giờ thì anh có thể đưa bàn tay ra. Em nắm bàn tay ai trước thì em sẽ hẹn hò trước thôi. Chứ cũng chưa nói lên được điều gì. Ok. Tôi biết lý do tại sao luôn á. Mình nghe giọng bạn nữ thì cảm thấy bạn nữ là một người rất là tình cảm, rất là đậm. Đỗ Quyên cảm nhận được rằng là anh Trọng là một người khá là điềm tĩnh, một chút gì đó là nhút nhát. Và mình rất là thích cái giọng nói của bạn nữ. Nó ít hơn một chút xíu cho nên là Quyên muốn tìm hiểu cái gu của mình trước. Thì hiện tại lợi thế của mình là mình nghĩ là tinh tế hơn bạn nam kia. Còn về phía anh Minh á, thì ở mà bắt vào mà khi sống xa gia đình rồi sống một mình như vậy thì cũng có thể là bạn ấy dạn dĩ hơn so với bạn Trọng. Biết chắc chắn một lý do luôn, đó là bởi vì sao? Thứ nhất là mình nói hơi nhiều, quá im lặng hoặc là quá điềm tĩnh thì Đỗ Quyên cũng không thích. Chứ là Đỗ Quyên đã nói rằng là cái mẫu người bạn trai của Đỗ Quyên á thì có một chút gì đó gọi là năng động một chút xíu nhưng mà đừng nói nhiều. Và thứ hai nữa là chặt chém cậu bên kia nhiều quá. Đâm ra là cô này chắc chắn cô sẽ sợ một vấn đề đó là về cái chặt chém cô ấy. Nên cô ấy sẽ chọn mình kia trước. Nhưng yên tâm đi, chờ rồi sẽ biết cô ấy sẽ chọn ai. Ủa anh đi có mua được các đồ ăn chưa? Rồi. Không biết Quyên có thích ăn gà rán không? Gà rán. Thật sự là hồi xưa cũng rất là thích nhưng mà dạo này là ít ăn rồi. Tại vì ăn gà rán mập lắm không có dám ăn. Yên tâm đi, mập như tập lại cho. Ủa vậy là anh mua gà rán hả? Ừ. Ủa mà anh có thấy em khác gì so với trong profile anh nhìn không? Có, khác. Khác sao? Rất năng động, rất tự tin, đẹp hơn. Ủa vậy hả? Ê, anh đánh rơi cái gì kìa? Cái gì? Anh đánh rơi em nè. Thôi vậy mình phải thả lại chứ. Thôi để anh đem em về nuôi luôn. Ok,
cảm nhận gì khi mà em chọn hẹn hò với anh trước? Cảm thấy thực sự rất là vui. Tại vì tính ra 1.5 năm hơn rồi, chưa có ai cũng nắm tay. Trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà còn phát triển, thì không có chuẩn bị gì lắm cho việc tình cảm. Hiện tại là nãy anh nói em nghe không rõ là anh đang làm ở phòng gym nữa. Huấn luyện viên thể hình. Rồi ngoài ra hồi nãy là em cũng có nghe anh nói là anh làm thêm một công việc gì nữa. Anh hiện tại đang làm bên công việc diễn viên quảng cáo và học làm người mẫu. Gần như là cái huấn luyện viên là cái nghề gọi là nghề cứng của mình. Thì cuộc đời mình thì phải có hai thứ: người mình yêu và người yêu mình. Người mình yêu là công việc mình yêu thích, nhưng mà Quyên biết mà, người mình yêu đôi khi không yêu. Còn thứ hai là người yêu mình. Thì người yêu mình là công việc mình có thể làm, công việc mình có thể là kiếm tiền cho mình, và có thể là lấy tiền của người yêu mình cho người mình yêu. Cái này là lần đầu tiên nghe luôn quá. Giống như là mấy việc mà cái nghề mình có thể làm nuôi cái đam mê của mình. Hiểu hiểu. Em suy nghĩ rằng là cái công việc của anh á, hàng ngày tiếp xúc khá là nhiều phụ nữ đúng không? Tại sao 1 năm mấy nay anh không quen ai? Như Quyên biết thì cái gu nó chỉ là cái bề mặt nổi thôi. Quan trọng nhất vẫn là cảm thấy hợp nhau. Thì trong khoảng suốt 1 năm đó thì anh chưa tìm được người thích hợp với mình. Và trong khoảng thời gian lúc nãy thì anh nghĩ có thể Quyên là người thích hợp. Anh có thích con gái kiểu hư một chút xíu không? Không phải là gái ngoan, không phải là em, không phải là một người con gái dịu dàng bình thường và ngoan bình thường. Nói chung là em có gì đó nó phá cách và nó kiểu nó sống rất là mở, nó khoáng, rất là tay. Em coi Mắt Biếc chưa? Bữa giờ nghe cũng lâu lắm rồi, nhưng mà thật sự là rất là muốn đi coi luôn á, nhưng mà thật sự là không có thời gian. Anh boy một chút nha. Em biết tại sao Hà Lan bỏ Ngạn không? Tại vì trai tệ thì không tốt, mà trai tốt thì không vui. Em cũng vậy. Anh nghĩ em pha lẫn giữa tốt với là một chút hư hỏng. Sao nhưng mà anh có cảm thấy an tâm hay là anh cảm thấy an toàn khi mà quen một người mới vậy? Anh cảm thấy an toàn. Em biết tại sao không? Sao? Tại vì anh tin tưởng mình. Mới rồi sao tin dữ vậy? Anh tưởng tượng mình không tệ tới mức mà em bỏ anh theo một người khác. Không hẳn là mình chia tay vì một vấn đề là mình phản bội hay là gì đó, nhưng mà nhiều khi là mình không hợp tính. Ví dụ như anh có sợ là không đối với anh cảm thấy rất là thoải mái, tại vì có thể là cái kiểu Quyên giống kiểu anh á. Vậy hả? Cái kiểu là không ràng buộc quá, cũng phải rất là thoải mái với nhau. Cảm ơn Quyên. Đây. Cảm ơn. Nói chung là nãy giờ qua cái cuộc nói chuyện này thì mình cũng hiểu nhau nhiều hơn đúng không? Bây giờ chắc là em sẽ tạm thời tạm biệt anh để em qua gặp anh thêm một chút xíu ha. Rồi cái gì mình sẽ gặp lại nhau sau. Mình có thể ôm một cái đúng không? Ok, tạm biệt Quyên nha. Hẹn gặp Quyên. Ok. Sau cái lúc mà Quyên nắm tay anh Trọng đi vào thì cũng có một cái chút xíu gì đó gọi là cảm xúc. Nhưng mà sau cái buổi hẹn hò này thì cái cảm xúc nó được đẩy lên cũng một chút xíu nữa. Nó đã đẩy lên một cái mức cao hơn rồi. Tại vì giữa Quyên và Trọng có cái gì đó gọi là nó có thể dễ đồng cảm, dễ đồng điệu hơn, gần gũi và rất là ấm áp. Thấy bạn nữ là một người trải nghiệm rất là nhiều và là một người có kinh nghiệm sống rất là cao. Thì trải qua đó thì mình rất là thích cái tính cách của bạn nữ. Và mình nghĩ là bạn nữ sẽ là một cái bạn trong hành trình sắp tới của mình. Đối với gu riêng của Quyên thôi thì Quyên sẽ nghĩ là sẽ cho Trọng 8.5. 8.5 so với lại quan điểm của đội Quyên. Tại vì mười mấy phút đó toàn là mình show những cái gì mà tốt đẹp nhất, những cái gì mà gọi là nó vui vẻ và thoải mái thôi. Chứ thật sự là Quyên nghĩ nếu mà muốn hiểu một người và muốn biết tính cách của một người nhiều hơn, có những cái khuyết điểm và ưu điểm gì, khuyết điểm gì thì Quyên nghĩ là phải tiếp xúc cần nhiều thời gian hơn nữa. Khi mà bạn nữ đề cập tới cái chuyện mà gái hư thì mình rất là thích ở chỗ là bạn chia sẻ thật cái quan điểm của bạn và không có gì gọi là lừa dối hết. Hư này chỉ là một hư một cách gọi là thoải mái trong công việc và thoải mái với tất cả mối quan hệ thôi, chứ không phải là hư này là hư đốn. Trong cái ôm cuối đó thì động lại cho mình rất là nhiều cảm xúc. Thì mặc dù lần gặp đầu tiên nhưng mình cảm thấy là như con tim muốn nói lên một cái gì đó. Xin chào tất cả các bạn. Thì qua cái cách nói chuyện của bạn nữ và cái cách mà các bạn tương tác với mình á,
thì bây giờ mình sẽ có một món quà nhỏ nhỏ dành cho bạn ấy. Và đang tìm một cái món gọi là để cho bạn ấy lấy lòng, tại vì con gái thường thường là thích ăn mà, và bạn làm ca sĩ nữa. Thế nên chúng ta sẽ chọn cái món mà nó không quá ngọt, bởi vì ngọt nó sẽ làm cái cổ họng bạn ấy sẽ bị the và sẽ khó để hát được. Sốc Bùi Lượng này là có táo với cái gì em nhỉ? Ờ, cho thêm sen cho anh đi. Nhưng mà không bị ngọt quá đúng không? Ờ, ít đá thôi em nhá. Vừa vừa đá thôi. Cho thêm một ít rau đỏ cho anh được không? Ok. Và bây giờ chúng ta hãy thử xem những bạn nữ có thích món này của mình hay không nha. Nào, let's go. Hello anh. Nãy giờ chờ em rất lâu không? Ủa? Anh mua chè cho em luôn hả? Cái này là em mua cho em hả? Em mua cho anh. Em mua cho anh đó. Cái này anh mua cho em này. Ủa vậy hả? Em ngồi đi. Ủa? Sao anh biết em thích ăn chè hay vậy? Không, tại vì biết sao không? Tại vì vừa rồi đi ngang qua cái chỗ chè á, vì em biết là em là ca sĩ, rồi đi hát rất là nhiều, rồi đêm mình cũng rất là làm nữa. Nên là ở đây là em có chọn đậu đỏ, tại vì đậu đỏ sẽ giúp em đỡ bị căng thẳng. Đó, rồi củ sen á, cũng rất là mát cho em á. Nên là em đặc biệt chọn cái này cho em. Không biết là em có thích này. Anh tâm lý quá vậy? Chứ sao tâm lý không? Tại vì ế lâu quá rồi. Nhưng mà anh ga lăng như vậy, anh tâm lý như vậy sao ế lâu quá vậy? Ế bao lâu rồi? Ai cũng hỏi như vậy luôn á. Bao lâu rồi? Anh cũng chia tay bạn gái cũ được hơn 2 năm rồi. Hơn 2 năm? Ok. Bây giờ từ từ nói. Giờ nói chung là em cũng có mua chè cho anh có thích ăn chè không? Chưa. Thế em mua cho anh chè gì đây? Em nghĩ anh thích ăn chè nước. Dạ, không phải mua. Mà hồi nãy giờ Đúng rồi. Chắc là anh chưa giờ ăn một cái món chè là mix lại như vậy đúng không? Mà còn có nước dừa nữa, rồi em bỏ đá vô nữa. Tại vì không khí Sài Gòn, không khí Sài Gòn em nghĩ là nó nóng, cho nên là mình mix lại và mình bỏ xíu đá vô ăn cho nó mát hơn. Đấy là cái món này của anh tính là người đá. Em ăn thử đi xem cái món này chọn cho em ngon không? Ok. Vừa rồi là anh còn không dám lấy quá ngọt. Ừ, đúng rồi đó. Em không thích ăn ngọt nhiều. Thế này ca sĩ thường thường là không dám ăn ngọt nhiều. Ủa, người ta em hỏi á, hồi nãy em chọn hẹn hò với lại anh chọn trước á, anh có suy nghĩ và cảm nhận gì không? Đó lại là một cái lợi thế dành cho anh. Sao anh nghĩ là đơn giản thôi, bây giờ này bạn kia đã hẹn hò em trước rồi, em sẽ biết được họ bạn như này, em sẽ có thể loại trừ một vài vấn đề và em sẽ hỏi anh, và biết đâu cái điểm đó là điểm mạnh của anh sao? Đúng không? Trong cái món này á, nó không chỉ có vị chè đâu, nó có chút gì đó tình cảm trong này như vậy hả? Anh á là thứ nhất là người Bắc, là thứ hai là cũng khá là tâm lý, rồi miệng mồm cũng hơi là dữ dội. Tại sao 2 năm mấy mà không có người yêu, em rất là thắc mắc. Chính vì cái tâm lý ai cũng nghĩ là anh có người yêu rồi, người ta cũng đồng ý với anh. Thiệt không? Thật mà. Khổ lắm em. Thì có ế đến đây chứ còn nếu mà có người yêu rồi đâu có đến đây không? Đúng rồi, đến đây mà có người yêu rồi là chuyện gì? Chết luôn á. Anh thấy em ở ngoài sao? Anh sẽ nói từ trên dưới, từ ngoại hình đến tính cách nha. Ngoại hình á thì anh thấy ở ngoài em có một chút gì gì đó gọi là nó mạnh mẽ hơn so với trong hình. Còn về tính cách á thì anh chưa thấy được cái độ khùng điên của em. Thì trong một số vai có như là khùng điên gì đó, vẫn chưa thấy được cái đó. Nhưng mà nãy giờ nói chuyện cũng thấy bắt đầu có ý chạm điện về vấn đề khùng điên rồi đó. Thấy chưa? Còn mà anh thích cái kiểu mà hai người mà nói chuyện một cách thoải mái như này, thế sợ là một người nói, một người im ra từ đầu cuối cho đứa kia nói cơm. Anh sợ vậy lắm. Em đang nói nhiều không? Nhiều. Và quá nhiều luôn đó. Ôi, ai cũng nói á. Bây giờ em nói nhiều, anh nói nhiều nữa rồi anh nghe ai? Sẽ có một người im và một người nói. Phải đấy không? Đấy là đặc biệt. Những người nói nhiều sẽ có sự người nhịp tình yêu. Đó, anh nghĩ là vậy. Thường em nghe đồn á, người lớn á, lớn tuổi thì người Bắc người ta rất là khó khăn. Đúng rồi, khó lắm, khó cực kỳ luôn. Nói tin em sợ vấn đề đó. Bà thì không phải vậy. Bình thường á là em không có ăn cái này, tại vì em rất là sợ cái mùi thuốc bắc. Và cái này nó không có mùi thuốc bắc nhưng mà em bị ấn tượng mình. Ừ, gì nói. Nhưng mà hồi giờ em không ăn đâu, nhưng mà hôm nay anh mua cho nên là em phải lại em ăn nha. Có thêm một điểm rồi. Cái điều gì mà anh cảm thấy là lãng mạn nhất mà anh từng dành cho người yêu của mình? Thì đấy là cái mối tình đầu tiên của anh khi mà anh còn học cấp 3. Mối đó có nghĩa là cái hôm đấy là hai đứa chưa có đồng ý là yêu nhau. Và tại vì gần nhà của anh con bé có một cái đồi, gọi là đồi Thiên Văn. Thì cũng đạp xe lên rồi là thắp nến hình trái tim,
có một món quà nhỏ nó nói đó. Ôi, muốn khóc luôn mà. Trời ơi, ổn hồi lớp mấy? Cái đấy là hình như là mình nhớ là gần cuối lớp 12. Bắt học lớp 12 mà dám tỏ tình như vậy là cũng gọi là... Bạo, cực kỳ bạo luôn. Tại vì trước đấy á, là ai cũng như mình là người rất là hiền. Đến lớp 12 bắt đầu mới nói nhiều. Chắc là biết yêu mới nói nhiều á. Nếu mà muốn nói với em một câu cuối cùng trước khi mình chia tay thì anh muốn nói gì? Sao trước khi mình chia tay? Thì ấy là trước khi mình đến cái đoạn cuối của trước khi mình đến đoạn cuối của chương trình chia tay. Thì anh muốn nói với em điều gì không? Thì em hãy thử ở đây một ngày đi. Sẽ toàn bộ là tiếng cười chứ không có gì gọi là khó khăn hết. Đó. Vậy đi liền đi. Ok đi, đi 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 đi. Đơn giản mà. Rồi ok. Ok. Vậy mình tạm thời chia tay ở đây. Quy đánh giá cao về cái sự mà tâm lý và khắt khe của anh Minh. Đối với anh Minh là một người Bắc thì anh là một người sống tâm lý, sống rất là tinh tế thì đối với cũng không có gì bất ngờ. Cô bé khá là vui tính, khá là hòa đồng và đặc biệt đấy là rất là lãng mạn. Có nghĩa là không còn biết gì hết, đi mua chè mình ăn trước đã và chọn đúng cái món mà của người Bắc thích ăn. Một cái cảm giác và một cái không khí hoàn toàn khác so với khi mà hẹn hò với anh Trọng. Thì Quyên và anh Minh nói chuyện cũng khá là hợp nhau, rất là vui vẻ và cũng có nhiều điểm chung nhiều hơn. Nhưng mà về cái ôm thì Đỗ Quyên cũng chưa có cảm nhận nhiều về nó. Lúc ôm cô ấy thì giờ khó diễn tả quá. Tại vì tình cảm mà bây giờ diễn tả bằng lời nó khó ra lắm. Cái tim của mình á, nó đập mạnh hơn so với bình thường chút xíu. Và có thể là mình cũng có cái cảm nhận được một chút xíu tình cảm của cô bé dành cho mình. Trong cái cuộc nói chuyện thì nhiều khi Quyên cũng không có giây phút nào mà tĩnh lặng xuống chút xíu, mà nói chung là rất là sôi nổi. Thì Quyên chưa có cơ hội điềm tĩnh xuống và hỏi những câu tâm lý hơn. Thì Quyên chưa có câu hỏi đó, thì Quyên tiếp điều đó thôi. Trầm tính thì Trọng sẽ hơn mình, nhưng mình hơn Trọng. Cái sự hoạt ngôn và làm cho câu chuyện nó càng ngày càng sinh động hơn. Và đó cũng là một ưu điểm mà người phụ nữ sẽ thích ở một người con trai. Hay là chắc là tính cách do hay nghi ngờ thôi. Cho nên ở đâu đó ở cả hai anh luôn là Quyên cũng đều nhận biết được cái lúc chân thật, nhưng mà cũng có những cái lúc mà Quyên cũng hơi nghi ngờ chút xíu. Mình không biết chọn ai, tại vì mỗi người một tính cách khác nhau, ai cũng đều có ưu điểm và khuyết điểm hết. Hai người mình đều có nghi ngờ cả, thì không biết ai là real love và ai là fake love. Thì Quyên không biết, thực sự là đến giờ này không biết luôn. Cái phần trăm mà cô ấy sẽ chọn mình khá là cao, 60-40 của bạn kia. Mình vẫn đang khá là tự tin về bản thân mình và mình cũng đang lo lắng cho bạn nam, bởi vì mình là một đối thủ không phải dạng vừa đâu. Một lát ở đây chắc là trong những cái giây phút mà đứng giữa hai người thì Quyên mới cảm nhận thêm một chút xíu về cái tình cảm mà Đỗ Quyên sẽ cảm nhận về ai nhiều hơn. Còn hiện tại bây giờ thì Quyên nghĩ là Quyên cũng chưa chọn được cái người mà mình sẽ chọn. Đã có những rung động nhất định dành cho cả hai chàng trai, nhưng cô gái vẫn chưa thể nhận ra được đâu mới là người đến với mình thật lòng. Là vì fake love che giấu thân phận quá tài tình, hay vì real love chưa thể hiện hết tình cảm của chính mình? Thời khắc quyết định chỉ được chọn một. Ai giả, ai thật? Hello Hành. Rất là vui. Và nói chung là cảm xúc cũng rất là hồi hộp khi gặp lại hai người. Em không biết là cảm xúc của hai anh khi mà có cuộc gặp gỡ với em như thế nào. Từ lần đầu tới tận bây giờ anh gặp thì anh cảm giác là anh muốn che chở cho em. Anh muốn che chở cho em. Anh không biết là anh có thể đi cùng em được bao lâu, nhưng mà anh chỉ bảo đảm một điều là trong suốt cái khoảng đường đi mà có anh sẽ lo cho em bằng hết sức của mình. Cảm ơn anh. Những người ít nói lâu lâu người ta phát ngôn ra những câu mà đi vào lòng người ấy thôi. Còn anh như thế nào? Để mà anh nói câu gì đó, ví dụ như là tình cảm sướt mướt á, thì em cũng biết là những người mà nói nhiều á, người ta rất khó để nói những câu tình cảm. Anh chỉ nói là cho dù thế nào đi chăng nữa thì em chọn anh hay là không thì chúng ta vẫn là những người bạn tốt của nhau, vẫn là những người tri kỷ của nhau. Lần đầu tiên em cũng muốn nói là xin cảm ơn hai người đã cũng đã dành thời gian cho em ngày hôm nay.
Để cảm ơn cái điều đó rất là nhiều. Về anh Minh á, thì cách nói chuyện của anh rất là vui vẻ và rất là năng động, rất là sôi nổi, rất là tinh tế. Em nghĩ anh là một cái mẫu người mà khá là nhiều bạn nữ mơ ước á. Nhưng mà không hiểu biết vì sao mà đã lâu lắm rồi mà không có ai may mắn có được anh. Hơi khó kiếm, mà biết đâu được ngày hôm nay. Thật là hai cuộc hẹn là một hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Một bên là rất là sôi nổi, vui vẻ, không khí rất là sôi động. Nhưng mà một bên lại còn lại là rất là trầm. Thì tính cách của anh Trọng thì rất là nhẹ nhàng, ấm áp. Đó là cảm xúc của em khi mà tiếp xúc với hai anh trong buổi ngày hôm nay. Và bây giờ đây là quyết định của em. Và em hy vọng cái quyết định của em nó sẽ đúng như vậy em mong muốn và sẽ đúng cảm xúc của em. Bây giờ em sẽ đến ôm người nào thì đó coi như là một lời xin lỗi. Người đó sẽ là người em không chọn. Bây giờ hai anh nhắm mắt lại đi. Đúng rồi. Thấy nha. Đó. Nhắm mắt lại nè. Ok. Trong cuộc sống có những cái lúc mà thực sự đắn đo và rất là khó quyết định thì cái lựa chọn của hôm nay cũng rất là khó đó với em. Giật mình luôn á. Tha cho em nha. Bản thân của Quyên là một người rất rất là năng động và rất là nói rất là nhiều. Cho nên là Quyên muốn tìm một nửa của mình thực sự là một người trưởng thành, một người điềm tĩnh hơn Quyên một chút xíu và tỉnh hơn Quyên một chút xíu để mọi thứ nó cân bằng với nhau. Nếu làm bạn thì thực sự là Quyên nghĩ Quyên và anh Minh rất là hợp với nhau. Nếu mà làm việc với nhau thì sẽ đưa nhau phát triển đi lên. Quyên nghĩ là như vậy. Thôi nói chung thì không tới được với nhau thì vẫn là bạn, vẫn là chia sẻ với nhau như nói lúc nãy nha. Chúc okay. Em thành công hơn trong công việc cũng như là trong cuộc sống của mình. Ok. Cảm ơn anh nhiều. Hai em. Em đi trước nhá. Bảo trọng. Em đi đây. Ok, bye anh. Cảm xúc anh về như thế nào? Cảm thấy rất là may mắn. Và thật sự cảm xúc ban từ ban đầu cho tới lúc này cảm giác rất là cái gì đó giống nhịp tim vậy đó. Nó cứ lên xuống và rất cảm ơn em đã chọn anh. Vậy bây giờ mới đến lúc mà em đang đau tim nè. Anh cho em hỏi anh là real love hay là fake love? Em anh là fake love. Ok. Không có gì, em chỉ hơi hụt hẫng một chút xíu thôi tại vì em cũng có cảm xúc với anh. Bí mật đổi bí mật. Anh còn giấu em làm gì, là anh nói luôn đi. Bí mật đổi bí mật nha. Em đã có người yêu rồi. Em đã có người yêu rồi. Em sinh năm 99. Em sinh năm 99. Chứ không phải là bằng chương trình. Ủa là sao? Cái đó mà chương trình cũng lừa luôn hả? Chào mọi người, mình tên là Hai Phú Trọng. Mình sinh ngày 17 tháng 3 năm 1999. Hiện tại nay mình là 20 tuổi. Mình đồng ý tham gia chương trình với vai trò là Fat Club để thử thách cô gái này. Em nghĩ là bạn nữ có chọn em không? Em nghĩ có. Có rồi. Khả năng cao em nghĩ bao nhiêu phần trăm? 70. Vì sao tự tin vậy? Tại vì bạn nam kia nói thì đôi khi thể hiện quá thì nó bị lố. 99. Ok. Năm nay chị cũng có duyên với 99 lắm em. Một chút bất ngờ, nhưng mà không phải là bất ngờ hoàn toàn tại vì cái nghi ngờ của Quyên cũng không nằm ngoài dự đoán là bạn kia đã có người yêu rồi. Nhưng mà Quyên cũng chọn theo cảm xúc và con tim của mình thôi. Thực sự là Quyên cũng có một chút xíu buồn nhưng cũng không sao. Tại vì tụi mình cũng đã có những cái giây phút mà thực sự là
ý nghĩa và kỷ niệm bên nhau. Cái này là món quà mà tặng cho cái người mà chị chọn. Thì bây giờ em là real love hay là fake love gì đó thì chị cũng phải tặng cái món quà là chị đã chuẩn bị trước, đúng không? Coi như đây là cái món quà kỷ niệm. Hy vọng là bạn gái của em sẽ không không sẽ không ghen vì cái món quà này nhá. Đây là coi như là một cái tình bạn, ok. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Ok. Chị không nghĩ là em nhỏ như vậy. Chị chúc em luôn hạnh phúc và luôn thành công trong cuộc sống nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn em. Cái quái gì có thể xảy ra, đúng không mọi người? Thật sự là cũng hơi nuối tiếc và chia buồn với bạn nữ. Và cảm ơn bạn nữ về món quà này.